Hello. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Chào các đồng chí và các bạn thân thương của Lợi Minh. Hôm nay là bên Mỹ là chiều thứ 6. Chiều thứ 6 thì mình cũng cái anh này là con của chế độ cũ. Ông ngồi anh xe nè. Ba ảnh là xưa là ba ảnh đó làm hải quân à? Đại quý hả? Wow. Ba ảnh làm bên hải quân mà bên đại quý đó. Cũng hy sinh, cũng mất ở trong trận chiến ở Việt Nam. Anh cũng mới qua Mỹ đây mười mấy năm. Mẹ anh làm bên cũng bên quân cảnh luôn hả? Làm cảnh sát hả? Cảnh sát đặc biệt. Wow, dữ vậy hả? Wow. Làm cảnh sát đặc biệt là cũng dữ á. Làm trong trung tâm thẩm vấn những điều tra mấy dịch cộng. Hay quá. Bữa nào kêu mẹ anh điều tra dịch cộng tôi nữa coi nó thuộc về thành phần nào mà nó gan quá vậy, nó bò lên tới Mỹ. Wow. Là lúc ủa gì là mẹ anh có bị có đi cải tạo thôi gì hả? Cải tạo thì chen mấy năm. Oh wow. Nếu mà làm bên thẩm vấn cũng dữ dằn ha. Rồi ba anh mất rồi, lúc đó có tìm xác được không? Có chứ, tụi người nhái lúc đó còn nhỏ mà. Người nhái nó lặn xuống mò mấy ngày mới được. Vậy hả? Tàu bị chìm à? Cái hạm á, hạm nó bị thi lôi. Ồ. Mà đúng cái ổng tại cái số ổng chết. Thay vì người ta tới là tàu đậu ở đó thì thôi ổng xuống thằng nhỏ ổng đi vô ba đậu ổng chơi đi, vô mình ổng chơi. Không, thôi cho tụi đi, tao giữ tàu vậy. Bị thì lôi nổ. Wow. Thường mà ship nó là nó đi chơi chứ đâu ở, nó giữ tàu cho lính lát giữ. À. Số chết thì chết thôi. À. Chết năm nào? 6, 8, 9. Oh wow. Mấy năm nó đánh dữ. Hello, xin chào anh chị các bạn lần nữa nha. Nói chung thì hôm nay Lợi Minh muốn chia sẻ về vấn đề William Nguyễn. Thật ra là như vậy, tôi thấy anh chị em các bạn ở trên cộng đồng mạng Facebook đó, nhiều anh em rất là bức xúc về vấn đề mà Việt Nam mình thả tự do cho William Nguyễn. Anh chị em các bạn nên nhớ như thế này, để tôi giải thích cho anh chị em các bạn thấy cái cách hành xử và cách mà đưa ra tòa án mà giải quyết cái vụ William Nguyễn đó, nhà nước Việt Nam mình giải quyết rất là hay. Các bạn cần phải tìm hiểu về vấn đề mà ngoại giao. Trong vấn đề ngoại giao là như vậy, tại vì William Nguyễn là người Mỹ gốc Việt, chỉ có vậy thôi. Anh ta đến Việt Nam khi mà anh ta có những hành động làm sai trái với luật pháp Việt Nam đó, và Việt Nam và Mỹ mình nó có phái bộ ngoại giao. Các bạn biết những cái công hàm ngoại giao đó, thì William Nguyễn trên thực tế thì phía Việt Nam mình xử là William Nguyễn đồng ý chấp nhận tội và có tội, và William Nguyễn phạm tội trên cái khung luật hình sự của Việt Nam rất là rõ ràng, và được phạt tiền nữa chứ không phải là không. Các bạn coi báo Mỹ nó cũng lên rất là nhiều đấy. Thì các bạn biết về vấn đề mà ngoại giao đó, khi mà Mỹ mà người ta có phái bộ ngoại giao với bất cứ quốc gia nào mà nó có cái phái bộ ngoại giao ở mức độ mà gọi là ở tầm một cái tầm quan trọng đó, thì William Nguyễn á, chưa còn university là còn xa lắm, sao cứ chạy đi, tôi nói cho anh biết. Thì các bạn biết đó, khi mà xử như vậy đó là William Nguyễn đã bị vào một cái khung hình tội. Thì Việt Nam mình á, thì William Nguyễn là người ngoại quốc, thì trên vấn đề mà ngoại giao đó thì William Nguyễn á được gọi là khoan hồng cái tội. Mới tới Hitler chưa tới, còn university còn xa. Anh chị các bạn biết, cho nên William Nguyễn được khoan hồng là cái tội, cái bên vấn đề ngoại giao đó là người ta gọi là bãi nhiệm, gọi là cái tội gọi là bà không phải bãi nhiệm, nó gọi là gì quên rồi, người ta nó gọi là miễn tội, được xin giảm á, là coi như là được xin giảm mà phải trục xuất ngay lập tức. Cho nên các bạn nên nhớ là thực sự trên vấn đề mà xử đó, William Nguyễn phạm tội rất là rõ ràng, phạm tội cái khung luật hình sự nó có cái khuôn và cái số rất là rõ, cái số luật hình sự của Việt Nam chứ không phải là không. Cho nên các bạn nói nhớ nó như điều này, William Nguyễn trên mặt vấn đề mà hiện nay đó, không phải là mình trả tự do, là anh ta đồng ý
với những cái khung luật hình sự mà anh ta đã phạm lỗi và trên cái vấn đề mà chính sách ngoại giao đó thì trục xuất, phải trục xuất để lặng mà không ở tù. Để các bạn thấy giống như trường hợp Minh Béo khi mà Phan qua Mỹ cũng vậy. Minh Béo đồng ý là nhận cái khung hình tội và đóng tiền phạt thì Minh Béo bị trục xuất, tại vì Việt Nam mình với Mỹ cũng có cái đường lối ngoại giao trên cái khung gọi là công hàm ngoại giao, thì Minh Béo bị trục xuất, hay nếu mà ở lại Mỹ thì sẽ bị ở tù. Cho nên William Nguyễn bị trục xuất mà gọi là bính viễn. Theo tôi á, theo tôi biết đó, thì bính viễn không được vào Việt Nam và anh ta cũng phải đóng một cái tiền phạt. Các bạn coi trên báo CBS của Mỹ hay là những cái báo nó nói lên mấy ngày hôm nay đó, nó rất là rõ ràng, chứ không phải giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan mà tụi nó tuyên truyền. Cho nên anh chị em các bạn không, cũng không có phải là bức xúc. Vấn đề mà tính nhân văn và nhân đạo của nhà nước Việt Nam mình, tôi thấy đây là một cái sự nó cũng rất là hay. Trên thực tế thì William Nguyễn, ngay báo nước ngoài nó nói là William Nguyễn ở cái khung hình phạt là 7 năm tù. Anh chị em các bạn nên nhớ là 7 năm tù, nhưng mà anh ta được miễn tù bởi vì nó có cái vấn đề mà bên có cái công hàm ngoại giao đó, anh chị các bạn biết đó. Ở Mỹ nhiều khi mà anh chị các bạn mà ở Mỹ đó xem tin tức, có những cái trường hợp những người mà công dân của những cái nước khác mà khi họ đến Mỹ đó, nhưng họ có con họ đến Mỹ mà họ khi họ phạm tội đó thì được ngoại giao, phái bộ ngoại giao của họ vào xin đó, thì họ được miễn, họ được miễn cái tội, họ không bị ở tù nhưng mà họ bị phải bị trục xuất. Những cái luật mà gọi là luật quốc tế đó, cho bạn trục xuất có nghĩa là anh phạm tội vào cái luật khung hình sự đó, nhưng mà dựa trên vấn đề mà nhân văn và nhân bản và nhân đạo của một quốc gia mà khi họ ngoại giao với nhau, ở song phương với nhau đó, thì họ trục xuất anh, gọi là anh vĩnh viễn anh không quay trở lại Việt Nam được nữa. Thì trường hợp của William Nguyễn thì theo như cách xử của Việt Nam là William Nguyễn lãnh cái mức án 7 năm tù và phải đóng tiền phạt. Các bạn nên nhớ đấy, tại vì cái khung luật hình sự nó có như vậy, nhưng mà giờ tính chất nhân văn và nhân bản và cái tính cách của nhà nước Việt Nam mình hành xử phải nói là rất là khôn khéo đó. Đây là tạo cơ hội cho những cái giới trẻ hải ngoại, cho họ một cái cơ hội. Với lại William Nguyễn là lần đầu tiên phạm những cái luật mà anh ta chưa có hiểu rõ, anh ta bị giật dây hay là bị dụ dỗ, cho nên anh ta mới xa lầy thôi. Khi anh ta nhìn nhận ra những cái sai lầy thì tôi nghĩ, theo tôi thì William Nguyễn thành khẩn và khai báo và tôi nghĩ là cũng có tiết lộ những cái tin rất là tuyệt mật, chứ không phải là không đâu, anh ta mới được giảm một cái tội như vậy. Mà các bạn thấy thì dựa trên cái khung luật đó và những cái tội đó, thực chất thì William Nguyễn đã bị ở tù. Các bạn nghĩ đi, William Nguyễn bị bắt ngày 10 và trục xuất ngày 20, vừa trục xuất liền ngay lập tức, thì cái đó là nó cũng đã ghi một cái bản án rồi, cái đó là một cái bản án tù rồi, anh đã bị ở tù rồi. Nhưng mà chính cách nhân văn và nhân đạo và ngoại giao của hai phía Việt Nam và Mỹ đó, và nhất là bên Việt Nam mình cũng không có muốn gây thù oán với những cái người trẻ họ chưa có hiểu biết university đấy, không 3.4 mà ba university. Các bạn thấy đó, cái hay là chỗ đó, đây là một cái rất là tuyệt chiêu và rất hay, cái cách mà lãnh đạo của nhà nước Việt Nam mình. Cho nên anh chị em các bạn, nhiều khi mình, ngay cả bản thân tôi, nhiều khi mình quá chủ quan, nhưng mà cái đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam ta rất là khách quan. Chúng ta nhìn những cái tầm nhìn xa, chúng ta nhìn trên cái tầm nhìn gọi là chiến lược. Tôi đọc trên Facebook, tôi thấy nhiều anh chị em các bạn bức xúc và thất vọng về cách hành xử, nhưng mà chúng ta nhìn về vấn đề nhân văn và nhân bản và vấn đề mà tính cách nhân đạo đó thì vô cùng tuyệt vời. Mà cộng đồng thế giới họ nhìn vào, tôi nói anh chị các bạn, họ khen ngợi hơn, họ đánh giá cái hay của pháp luật Việt Nam, vừa mềm dẻo mà lại nhân đạo và nhân văn, nó không có cứng rắn giống như những cái quốc gia khác họ tự cho là dân chủ và nhân quyền và tự do vân 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 vân.
các bạn thấy. Nhưng đối với đất nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện cho những cái giới trẻ họ lầm lạc để đặng họ quay trở về với tổ quốc. Các bạn nếu mà bây giờ mà nhốt, có nhốt Bill Văn Nguyễn 7 năm lại tại Việt Nam nữa, nó cũng chẳng có ích lợi gì cả. Tôi thấy nó cũng chẳng ích lợi. Kêu án như vậy, cái tội của anh ta như vậy là đủ rồi. Tại vì nhốt anh này giờ cũng chẳng làm được gì cả. Mà trục xuất anh ta về lại Mỹ thì nó có lợi cho phía vấn đề mà Việt Nam mình và tính cách nhân văn, nhân bản và mình đang tát cái bạt tai vào trong những cái thành phần chống cộng cực đoan rằng Việt Nam, người Cộng sản không phải là ác với dân mà hèn với giặc như vậy. Đối với đồng bào, với những người con mà gốc Việt luôn luôn tạo điều kiện cho những con người đó quay trở về với dân tộc và đất nước. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta cần phải khách quan một chút, chúng ta cần phải nhân văn một chút. Các bạn sẽ thấy cách hành xử của nhà nước Việt Nam mình tuyệt vời. Tôi nói nó rất là tuyệt vời. Những cái đòn tâm lý rất là hay, sẽ khiến cho những cái giới trẻ mà họ không hiểu về quê hương đất nước Việt Nam, họ nhìn sai lệch về Việt Nam, họ sẽ thấy rằng, họ sẽ quay lưng trở lại, họ sẽ thấy rằng người Cộng sản Việt Nam không phải giống như những thành phần chống cộng cực đoan họ tuyên truyền. Các anh chị các bạn thấy chưa? Thấy được một cái hay chưa? Đấy. Rất là hay. Chúng ta đánh kẻ chạy đi nhưng mà không đánh người quay vậy. Nhưng mà cái hơn một tháng tù của Trần University nữa, không có chú Trần này cho để ý để như đường University chứ. Các anh chị các bạn thấy không? Rất là hay. Các bạn sẽ suy nghĩ và tìm hiểu nó University. Anh vô xong rồi cái anh giữ cái University, anh đừng có vô Apache Trail á, nhưng mà anh giữ chạy thẳng luôn nha. Rồi quẹo trái. Hello, xin lỗi anh chị các bạn nha. Thì ra tôi giải thích cho anh chị các bạn thấy, để thấy rằng cái tính nhân văn và nhân đạo và nhân bản của cái nhà nước Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Chúng ta phải ăn mừng. Chúng ta phải ăn mừng. Chúng ta đã chiến thắng chứ không phải là chúng ta thất bại. Bởi vì nhiều khi cái tính mà chủ quan của rất nhiều người ở trên mạng xã hội này, nhiều khi mình thấy mình tức, mình bức xúc là bắt anh này phải trả giá. Được không? Chạy thẳng luôn, chạy qua luôn. Apache Trail vào trái. Đó các bạn thấy đó. Nó rất là hay cách hành xử. Ghê vậy. Mẹ ghê vậy. Từ từ đi chứ. Không sao đâu, chứ ngồi đi không sao. Thành ra tôi muốn chia sẻ với anh chị các bạn thấy, tôi thấy nhiều anh chị các bạn đang bức xúc và buồn về cách hành xử của luật pháp Việt Nam. Không có gì hết các bạn, không có gì hết. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy, tại vì cái vụ của William Nguyễn đó, nó lên tin tức thế giới chứ không phải là không. Nhưng mà cách hành xử của nhà nước Việt Nam mình tuyệt vời, đã làm cho cộng đồng thế giới, theo như tôi nhìn thấy đó, họ nể, họ khâm phục về cái luật pháp của Việt Nam. Nó rất là nhân văn và nhân đạo. À, hút đi. Anh cứ hút đi. Chứ không phải như một số những người mà chống cộng cực đoan họ tuyên truyền. Họ tuyên truyền đâu. Dựa trên vấn đề pháp luật, tôi nói một lần nữa anh chị các bạn đó, là William Nguyễn là người có tội và được kết tội bởi tòa án trong cái khuôn khổ pháp luật rõ ràng. Đấy. Nhưng về vấn đề mà ngoại giao, vấn đề mà tính giữ lại này, tính nhân văn đó, thì mình khoan hồng. Thành ra cái điều này các bạn thấy, những cái giới trẻ mà ở bên Mỹ và cộng đồng thế giới, những người giới trẻ mà nó hiểu biết đó, thì theo tôi thấy nó sẽ suy nghĩ lại và nó sẽ không có quẹo trái cho nó Apple Trail. Nó sẽ không suy nghĩ theo kiểu cực đoan giống như những người khác, cho rằng là cộng sản ác với dân, hèn với giặc, lúc nào cũng ác lắm, ghê lắm, sợ lắm. Nó tuyên truyền, nó bảo là ở Việt Nam là cộng sản khủng khiếp lắm, về tới đó là nó sẽ bỏ tù, nó sẽ giết cái này. Các bạn thấy cái cách hành xử của mình đối với William Nguyễn, tôi thấy tuyệt vời, rất là nhân đạo, cực kỳ hay luôn. Tôi ngồi tôi xem mấy hôm nay đó, và tôi xem trên truyền thông báo của Mỹ cũng vậy.
Cho nên anh chị em các bạn đừng lo, mình đừng bà không, nếu không bàn tới thì thôi, không không cần phải kích động nữa, làm gì giữ lên phải nữa, trên phải cái chỗ corner, light corner, light corner, qua cái đèn xanh đỏ này hay là trên. Thôi thì xin chào anh chị em các bạn, đây cuối tuần mình đi câu, kéo tàu đi câu. Hello anh Cầm, bữa nào qua kéo tàu đi câu anh Cầm, chạy thẳng luôn nha anh Đức, lên đó anh qua thấy để light corner rồi, bên rồi. Phải luôn nhá. Thì tôi chỉ chia sẻ với anh chị các bạn thấy thấy vấn đề mà William Nguyễn thì ở Việt Nam hôm nay giờ này là sáng thứ bảy, chúc anh chị các bạn một cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ. Ở xứ người thì chúc bà con yêu nước ở hải ngoại luôn có những cái cuộc sống rất là tốt đẹp. Rồi nói chung thì gần đây tôi cũng cảm thấy rất là vui, cũng có một số bà con anh chị em kiều bào inbox và gọi điện thoại muốn ủng hộ và muốn tham gia, thì cũng có một vài người nằm ngay ở trong ổ chiến lửa của tụi chấm cộng cực đoan. Thì tôi nói rằng cảm ơn cái sự ủng hộ nồng nhiệt đó, nhưng mà hãy hết sức cẩn thận. Mặc dù tôi làm điều gì tôi cũng không muốn những người khác bị liên lụy, cho nên ủng hộ là một điều, ủng hộ tôi là một cái sự gọi là khích lệ. Cho nên các bạn hãy hết sức cẩn thận khi mà các bạn sống trong cái cộng đồng, cái ổ kiến lửa của cái tụi mà nó cực đoan như vậy đó, thì mình phải cẩn thận. Anh thấy con là like hả? Like là con hả? Thì rất là vui, mong rằng sẽ trong những ngày sắp tới sẽ có những cái người kiều bào chúng ta yêu nước, chúng ta cần phải nói lên những cái văn minh và nhân văn và nhân bản để đặng mà mình cùng chung xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn, để quê hương đất nước mình sẽ đổi mới. Đậu đây đi. Ok, đi đi. Thì để mình có được cái cuộc sống đất nước mình sẽ tốt hơn, và cái những cái nhân văn nhân bản mình sẽ có luật pháp đồ nó sẽ được tốt hơn. Nói chung là như vậy. Thôi thì chào anh chị các bạn nha. Hẹn bye bye. Bye bye. Oh, bye bye. Bye 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 bye. Tại bây giờ gần tới chỗ câu rồi. Không sao đâu, tức là kể đi. Không sao đâu. Tí mai nó về tôi mua cái cây khác. Đâu không sao đâu. Để hồi tôi sửa lại cho. Được này lên vậy đó. À, đây, anh kéo xuống đi. Xin chào anh chị em các bạn nha. Chào.